còn đến lúc chưa chỉnh chiếc ấy, thì nó nhìn các cái tần số đèn 14K này. Chỉnh nhạc thì chúng phải nhìn đây ở trên này này, nó sẽ còn lép vào đây, bên đây là center này, đây là SUV là sub này, và đây là SUV là surround này, đây đủ hết, đây là phần music này, đây, chúng có thể chỉnh được, tổng là toàn bộ hết, tăng này. Alo. Dạ vâng, đúng rồi anh ạ.